Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hội Thiện Nguyện BDS, còn là Phi đó. Thì hiện tại là 18 giờ và 19 phút nha cả nhà. Đó. Thì sáng cả nhà. Sáng thì Bạc Giới có một đi một cái ca ở bệnh viện Chợ Gãy về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch về chùa ở Gò Vấp cả nhà. Cái người này mắc rồi cả nhà. Thì được biết là chị này là tên là Châu Thị Thanh Thảo. Nói chung là cái tình trạng của chị này á, thì bị phát hiện là bị trắng phổi nha cả nhà. Nó là mẹ đơn thân đó. Năm bị người ta lừa có bầu sinh em được bầu được sinh non 8 tháng nữa nè. Đó. Sinh non 8 tháng. Rồi mẹ nguy kịch ở bệnh viện cho đến ngày hôm nay là ngày 15 tháng 1 thì đã mất rồi cả nhà. Thi thể được đưa về chùa Quỳnh Kim ở Gò Vấp. Gia đình thì có hai mẹ con đơn chiếc ở nhà trọ. Còn cháu ngoại đã gửi về mái ấm rồi. Thì hồi sớm con thấy là Bác Giới nó đi cơ này, có quay clip để con thấy cũng tội lắm nha. Con chỉ nhìn thôi, bây giờ bữa nay chắc giờ con mới qua bệnh để con coi tình hình sao. Thì người nhà có xin là mình hỗ trợ một cái áo quan đó cả nhà, rồi ngày mai mới đi thiêu. Thì cũng lâu rồi không có thấy con trên cái kênh của Hội nữa. Ở nhà con dạo này con mi bán hết xa dạo chơi bánh xa ở cửa hàng 218 rồi nha, bán cao su bóp cùng với su phụ. Dưới đây thì hiện tại con đi với anh Sơn. Chào cả nhà, hello cả nhà. Anh Sơn thì anh đang chạy xe nha cả nhà, nên anh cũng chưa có giao lưu với cả nhà được. Đó, cùng với anh Sơn dưới là đây. Hello cả nhà. Trình cả nhà. Hello, chào cả nhà. Trình thì cũng bên massage thì nay đi qua hỗ trợ cùng mấy anh em xíu người qua đây này. Đó, mấy anh em đi lên Lâm Đồng hỗ trợ với sư phụ hết rồi. Giờ nhà còn có 4-5 anh em đi, một người thì còn một anh Hằng ở nhà, anh đi nhà nghe nha. Bác Giới với thiếu nhỏ thì đi ca Tây Ninh nữa, bệnh viện Chợ Gãy về Tây Ninh rồi. Nói chung là sáng giờ nó chạy cũng 2K 3K rồi cái nè. Rồi thì đây là con, tụi con trên đường đi qua bên kho đó, cái đường đoạn đường từ kho 26 cho nó đây là đi qua bên kho cái nè. Giấc chiều thì nó đông đúc lắm cái nè. Rồi hẹn cả nhà lại chút xíu nữa nghe nè. Bình hợp ghế cao ống ha kìa. Sớm giờ tụi con cũng nãy giờ lo khiêng áo quan cái nhà, còn không có nói chuyện cái nhà. Thì cái kho nãy em Phương nó quay cái nhà cũng thấy rồi, thì số lượng áo quan bên con cũng còn nhiều. Hình như nhiều ta, bữa sư phụ nói nhiều quên rồi, còn chưa tổng kết lại mấy chục cái á.
mới cho lên Lâm Đồng 10 cái. Giờ tụi con tiến thẳng qua bên Gò Vấp nha cả nhà. Đó, mời cả nhà theo mấy anh em, theo cái hành trình của mấy anh em nè. Rồi, sau 755 năm con đi di chuyển từ Thanh Lửa tới Gò Vấp, cuối cùng con cũng tới được rồi nha cả nhà. Bây giờ con đi kiếm được nhà. Trước tiên kiếm này con phải vô bái Phật đó. Cái hẹn con 8 giờ con qua con liệm. Dạ. Bây giờ 7 giờ rồi, bây giờ tụi con liệm luôn hay sao? Hay là đợi đúng 8 giờ? Dạ. Dạ. Giờ này tối. Dạ, giờ này làm luôn nha. Dạ. Rồi con xin phép con làm luôn nha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Mãi 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 cùng đi cùng người.
khi thấy mặt trời hôm tới trời ơi con ơi là con mẹ 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 ra mẹ thương tao thương chỗ nào trời mẹ bỏ mẹ trước rồi nhiều cảm xúc thì nhiều để đi giờ tôi cũng đi hỏi nhiều rất là nhiều cảm xúc thì không biết nói gì hơn thì cầu mong
đó, hai em nó được về đi tỉnh lại. Rồi, cảm ơn Trần. Rồi đây, Tiến Trần. Chào cả nhà. Hôm nay thì cùng với anh Sơn với anh Tiên cùng Thành thì hỗ trợ một cái hoàn cảnh. Thấy em rất là trẻ mà mỗi người một người khác nhau, xung quanh nhau. Mong cho em xin được xung hợp và mong cho cô mẹ thật nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cuộc sống của mình. Mong cô nhiều sức khỏe. Thì chắc có lẽ đây là Thành ca sĩ mới nha cả nhà. Rồi thì Thành ca này ca đầu tiên đúng không? Ca đầu tiên là bị các bạn biết nha anh em. Rồi anh thấy là sao? Nó cũng nhiều cảm xúc lắm, nhưng mà mình coi á, ngày chưa vô gia nhập đội á, mình coi mấy anh em làm mình thấy nó cái công việc nó đơn giản lắm, nhưng mà khi vào làm rồi thấy nó không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà thôi, em nó ra đi thanh thản với cô, cũng giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua cái nỗi đau này, tiếp tục cuộc sống của cô. Dạ rồi, cảm ơn. Thì riêng con thì cũng đã 5 năm, 6 năm để dưới sự phụ rồi, thì cái hoàn cảnh nào cũng đã trải qua rồi. Thì nói chung là cảm xúc của con cũng rất là nhiều, thì cả nhà cũng đều biết rồi. Thì con cầu mong cho em nó sẽ đi thanh thản với lời cô nguyện để vượt qua được cái nỗi đau này. Chứ người đầu bạc thì nghe đầu xanh mà cả nhà, thì ai cũng vậy. Thì nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái cả nhà cũng đều biết rồi, trên kênh hội thì cũng rất là nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Rồi một lần nữa con xin hẹn gặp lại quý khán giả trên kênh của hội thiện nguyện, một cái clip thứ ba là clip đưa tiễn bé Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng, đó là thiên tài bình. Wow. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại.